Này, có tiền không? Nó lại cho tao. Còn nếu không ấy, mày không hiểu đi học đâu nhá. Anh ngồi thôi nghe cái trò bắt nạt học sinh tống tiền không ạ? Tôi còn công an đấy. Bố tôi là công an của phường đấy. Cảm ơn cậu nhá. Cậu là con gái, chân đéo tay mềm mà mạnh miệng phết nhở. Đúng là con gái của công an phường của khác. Thật ra bố tớ không phải là công an đâu. Tớ chỉ nói thế để rủ anh ta đi thôi. Cậu không nhìn thấy gì ạ? Không sao đâu. Tớ tin là mai sau sẽ có người hiến giác mạc cho cậu đấy. Đến lúc đấy tớ sẽ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tớ. Bây giờ tớ vẫn còn đi chơi, thay cho lời cảm ơn nhé. Ý, vừa nãy ăn kem ngon nhỉ? Môn ơi Môn, cửa hàng kia đẹp cực. Ha, mình vào trong lấy chụp cái ảnh nhá. Chụp ảnh để kỷ niệm ngày mà hai chúng ta gặp nhau, ok không? Đi. Em ngồi đi. Ví của em đây. Hôm nay là ngày có kết quả khám bụng đúng không? Chắc là sẽ không sao đâu. Chắc là vậy. Alo, tôi Minh nghe ạ. Anh đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Với tình trạng này tôi e rằng anh chỉ còn có thể sống thêm 3 tháng nữa. Dạ. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì thế anh? Không, không sao đâu. Sao ạ? Có người đồng ý hiến giác mạc cho tôi ạ? Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Có người đồng ý hiến giác mạc cho em rồi. Như vậy em sắp nhìn thấy ánh sáng, sắp nhìn thấy anh thật rồi. Thank you.